Ta cha hảo, chào các bạn. Hôm nay chúng ta học tiếp tiếng Trung qua phim phần 35.不好意思，等很久了吧？是我不好意思，中午休息时间还硬把你给拽出来。因为我实在想不到比你更合适的人了。没事儿，我很乐意。走，中午请你吃饭。不好意思，等很久了吧？ngại quá, đợi rất lâu rồi phải không? 是我不好意思, là em cảm thấy ngại. 中午休息时间, thời gian nghỉ trưa. Hải Yên bả nỉ kỳ trôi trở lại, còn cố kéo chị ra đây. Yên, cố, bả, giới từ, trôi, kéo, lôi. Yên quy, của sử trai xiàng bố tao, bởi vì em thật sự không nghĩ ra. Sử trai, thật sự, xiàng bố tao, không thể nghĩ đến, không nghĩ ra. Bỉ nỉ cân hở sư tờ rỉnh là người thích hợp hơn chị. Bỉ, so với, hơn, cân, càng, hở sư, thích hợp. Mấy sư, của hình lơ gì? Không có gì, chỉ rất sẵn lòng. Lơ gì, sẵn lòng. Chào, trung ngủ chính nì chứ phan. Đi nào, trưa nay mời chị ăn cơm. Daddy à, chứ chơi yếu phỉnh vệ đầy yếu. Chứ hắn đã đầy rừng như yếu. Thá đuôi phỉnh hành đầy trung trình độ nè, cao đầy xa rừng. 选定了就怎么都不会变。爹地呀，爸em， 只穿有品味的衣服， chỉ mặc những bộ quần áo sang trọng hợp gu。品味，sang trọng hợp gu。就像他对人一样， cũng giống như ông ấy đối xử với người ta vậy。他对品牌的忠诚度呢？sự trung thành đối với thương hiệu của ba。Hình thái, nhãn hiệu, thương hiệu, trung thành tu, mức độ trung thành, sự trung thành. Cao tờ xa rỉn, cao khiếp. Xa rỉn, khiếp, làm cho người ta sợ. Xuyền tiên là chiêu trơ mờ tô bủ huy biên. Quyết định chọn rồi thì làm sao cũng không thay đổi. Xuyền tiên, quyết định chọn. Bủ huy biên sẽ không thay đổi. Hoan nghênh quang lín. Nhi hào, nhi chính tại nào? Tại chi biên. Hoan diễn quang lĩnh, chào mừng quý khách. Hoan diễn, hoan nghênh, quang lĩnh, hạ cố đến chơi, hạ cố đến tham quan, hạ cố đến mua sắm. Nỉ hạo, quỷ chinh trai nạ, chào em, khăn choàng ở đâu? Quỷ chinh, khăn choàng. Trai trơ biên, ở phía bên này. Âu Châu qua lần thiên lãng là, đây là vệ chinh bị đau cảm mạo. Âu Châu qua lần thiên chiêu lãng là, ở châu Âu qua hai ngày nữa là mát mẻ, lãng, mát mẻ. Tai cơ quỷ chinh bị châu phu rủng di cảnh mau, đeo khăn choàng cổ ít bị cảm hơn. Tai, đeo, bị châu, tương đối, hơn, phu rủng di không dễ, cảnh mau, cảm. Xin ông quỷ chinh giới thiệu một xa mà? Chúng ta tự xem bà. Hào đơn, hào đơn. Xin yêu quỷ chinh giới thiệu một xa mà? Có cần em giới thiệu cho chị không? 我们自己看吧，谢谢。chúng tôi tự xem, cảm ơn. 好的，好的， được, được, OK. 哎，这个怎么样？这个好像也不错。哎呀，怎么办啊？我都不知道选哪个了，眼花缭乱的。这个怎么样？该哪一天呢？这个好像也不错，该哪很有功空得，不错，多空得，怎么办？làm sao bây giờ？我都不知道选哪个了，em không biết chọn cái nào nữa。眼花缭乱的，rối mắt。我看这一条也挺合适的，董事长去欧洲开会。还要上台演讲，还是稳重一点好吧。我看这一条也挺合适的，chị thấy chiếc này cũng rất thích hợp。
董事长去欧洲开会，董事长đi châu Âu họp. Hải giao sang thải diễn giảng, còn phải lên sân khấu diễn thuyết. Sang thải lên sân khấu diễn giảng diễn thuyết. Hải sư quần trung y tiền hào bạ, điềm đạm một chút hay hơn. Quần trung điềm đạm. 我就知道找你来准没错，你挑的爹地肯定喜欢。服务员，哎，帮我包起来。好的。好，您稍等。我就知道找你来准没错。Em biết tìm chị đến đây chắc chắn không sai. 准没错，chắc chắn không sai. 你挑的呀，爹地肯定喜欢。Những thứ chị chọn chắc chắn ba em thích. Theo chọn lựa. 服务员，帮我包起来。Nhân viên phục vụ, giúp chị đóng gói lại. 包起来。Đóng gói lại. Hào tờ, được. Xê xê, hào, nín sao tận. Cảm ơn, được. Chỉ đợi một chút. Sao tận, đợi một chút. Thì ra, tôi xong chủ mấy đô chỗ, tôi chẳng lạc dễ của Daddy. Tôi chẳng phê phụ nhìn. Tôi chỉ là chịu một bản phận ẩn ý. Chịu bản phận, yếu để lão bản phê hợp. Chẳng trước tiên, Daddy tại Mỹ của những mỹ sư, đều mấy nhìn chẳng mà thảo thả hoàn xí. Thì ra, Chải xiang chủ mấy tua chịu. Thật ra mới cùng làm việc chung chưa được bao lâu. Xiang chủ cùng chung học tập, làm việc, sinh sống. Nì chiêu trơ mà liễu chế của tê tì. Thì chị đã hiểu rõ ba tôi như vậy. Wo chân phê phủ nì. Em thật khâm phục chị. Wo chữ sư chinh của tập bình phân ở dị. Chị chỉ là làm tròn bổn phận mà thôi. Chinh bình phân, làm tròn bổn phận ở dị mà thôi. Chinh bình phân dễ tại lão bạn thay hở à. Làm tròn bổn phận cũng phải có sự phối hợp của ông chủ chứ. Thay hở, phối hợp. Xiang trư chén tê tì chai mì của tờ. Như lúc trước bà ở Mỹ. Xiang như trư chén lúc trước. Na xê mi su à, những thư ký đó của bà. Tâu mỹ nhì trơ mà thảo tha hoan xỉ. Đều không có ai làm cho ba thích như cô. Thảo tha hoan xỉ. Làm cho ông ấy thích. Chí rư tổng sư trưởng hẳn hảo chế chủ. Bù chứ wǒ. Hà đối yuán gong đô hẳn qín qiè de. Đùi nǐ tè bù tóng. Chí rư zhè cì qù Âu Zhǒu kái huì nè, bǎn lái daddy yīnggài dài gè zhù lǐ de. Kè shì tā gù jǐ nǐ de gǎn shòu, jiù mèi you gěn nǐ shuō. 其实一个领导向员工下命令有这么难吗？所以说他对你特别不同。其实董事长很好接触。Thật ra董事长 rất dễ tiếp xúc. 接触 tiếp xúc. 不止我 không chỉ riêng mình chị. 他对员工都很亲切的。Ông ấy rất thân thiết với công nhân viên. 亲切 thân thiết.Tuy nì thơ bù thủng, đối xử với chị thì khác. Thơ, đặc biệt, bù thủng không giống. Chỉ sử, trơ sư chi Âu Châu khai huy nợ. Thật ra, lần này đi châu Âu họp, khai huy họp. Bình lại, tê tì, yên cai tai cơ chu lì tờ. Lẽ ra, ba phải dẫn theo trợ lý. Bình lại, lẽ ra, vốn dĩ, chu lì, trợ lý. Khờ sư, tha cu chỉ nị tờ cản sổ. Nhưng mà ba chú ý đến cảm nhận của chị. Cu chỉ chú ý đến cản sổ, cảm nhận. Chiêu mấy dụ kinh nị xua, nên không nói với chị. Chỉ sử ý cơ lĩnh tạo sang chuyển công xa miên liên. Thật ra một lãnh đạo hạ mệnh lệnh cho công nhân viên. Lĩnh tạo, lãnh đạo, sang hướng về với xa miên liên. Hạ mệnh lệnh. Dù trơ mà nảnh mà. Có khó như vậy không? Sở dĩ sô tha tuy nì thơ bỉa bù thủng. Cho nên nói ba đối xử với chị rất khác. Yên xử tha pa wǒ lưng tóu lưng nǎo de zài qiān zài hǒu xiān wǒ lěi zuì bǎ. Zěn mě huì nè? Yên xử tha pa wǒ lưng tóu lưng nǎo de
có lẽ ông ấy sợ chị bướng bỉnh, dễ xì, có lẽ lân thổ lân nạo, bướng bỉnh. Trai chén trai hậu xiển của lấy truy bạ, chê chị ở gần phiền toái. Trai chén trai hậu ở phía trước ở phía sau, có nghĩa là ở gần, xiển chê lấy truy phiền toái, thêm gánh nặng. Chầm mà quay nè, sao lại có thể chứ? Xá chị, nín chen cơ zi, ê, hảo. Xéo chị, nín chen cơ zi, cô ơi, ký tên. Hảo, được. Nhiều bức ảnh cho Âu Châu dỗ dỗ mà. Hảo, xí chị. Chị xí à, Âu Châu thỉnh bụi thuộc đó, nằm lòng mà. Ủa yếu sẽ mấy ổ khu à, ổ chú phải ổ đê đi chú lọ. Chị nè bèn khăn khăn, à. Nì chiêu bù xẻng chú Âu Châu dấu dấu mà. Chị không muốn đi châu Âu hả? Dấu dấu, đi dạo, đi vòng vòng, đi tham quan. Chí sử à, Âu Châu thiền bù chua tờ. Thật ra, châu Âu thật tuyệt. Nam à, lãng mạn, lãng mạn như thế. Ủa, giáo sư mỹ dục khơ à, nếu như em không có giờ học. Ủa chiêu phải của tê tị chuy lạ. Thì em sẽ đi cùng ba. Chị nam biên khăn khăn, qua bên đó tham quan. Nhi zai shang ke ma? Shang shen ke ya? Jun xian a, pa wo tai xian zong qu fan ta, jiu gei wo bao le yi ge pai mai ban. Hai gui ding wo bu zhun bu qu ne. Nǐ zài shang ke ma? Em đang học hả? Shang shen me ke ya? Học môn gì vậy? Chuyên xiển pa wo tai xiển zong qu fan ta. Tuấn Hiền sợ em nhàn rỗi quá, cứ đi làm phiền anh ấy. Xiển, nhàn rỗi, trùng, luôn, cứ, phản, làm phiền. Chiêu kỹ của bao là ý cơ, pai mai ban. Bèn ghi danh cho em học lớp đào tạo nghề đấu giá. Bao, ghi danh, pai mai ban, lớp đào tạo nghề đấu giá. Hải quy tiên của, bù chuẩn bù chuy nữa. Còn quy định cho em không được không đi học nữa. Quy tiên, quy định, bù chuẩn. Không được, không cho phép. 实在是没有时间，而且这次时间太长了，我有点舍不得离开俊贤，不然我就陪爹地一起去了。Nancy，你能帮我这个忙吗？ 实在是没有时间，thực ra em không có thời gian. 而且这次时间太长了, mà lần này thời gian ngắn quá. 我有点舍不得离开俊贤. Em có hơi không nỡ rời xa Tuấn Hiền. 舍不得, không nỡ, không đành. 离开, rời khỏi, rời xa. 不然,我就陪爹地一起去了. Nếu không, em sẽ đi cùng ba. Nancy, 你能帮我这个忙吗? Nancy, chị có thể giúp em việc này không? 帮忙, giúp đỡ. 什么忙? 陪我爹地去欧洲, 顺便照顾照顾他, 陪他说说话, 不然他晚上一个人回饭店, 都该得自闭症了。 什么忙? Việc gì? 陪我爹地去欧洲, đi châu Âu cùng ba em. 顺便照顾照顾他, nhân tiện chăm sóc ba em. 顺便, nhân tiện, sẵn tiện. 照顾, chiếu cố, chăm sóc. 陪他说说话, trò chuyện cùng ba em. 不然他晚上一个人回饭店, nếu không buổi tối một mình ba về khách sạn. 饭店, nhà hàng, khách sạn. 都该得自闭症了, sẽ bị bệnh tự kỷ đấy. 得自闭症, bị bệnh tự kỷ. 不至于吧, 是没那么夸张了。 不过有个人陪他说话总比一个人望着天花板要好，你说是不是？昨天晚上帮他收拾行李，他都说自己是一个孤独老人了。你说我这个做女儿的能不担心吗？ 不至于吧, không đến nỗi đâu. 是没那么夸张了, không có nói quá đâu. 夸张, nói quá. 不过有个人陪他说话, nhưng nếu có người trò chuyện cùng ba.
总比一个人望着天花板要好，luôn tốt hơn so với việc ngắm trần nhà một mình. Quang, ngắm, nhìn. Thiên hoa bản, trần nhà. Nì xua, sư bù sư, chỉ nói xem có phải không? Chỗ thiên hoàn sang, băng tha sâu sự xỉn lỵ. Tối hôm qua thu xếp hành lý giúp ba. Tha tô xua, chư chỉ sĩ cơ, cu tủ lào rỉnh lạ. Ba nói, ba đã là một người già cô độc rồi. Cu tủ, cô độc, lào rỉnh, người già. Nì xua, của chưa có cho nữ ở tờ. Chỉ nghĩ xem, người làm con như em. Nữ ở, con gái. Nững bu tan xin mà, không lo lắng có được không? Cơ sư, chú đang sư chú Âu Châu tu tu già mà. Nhìn cái nhìn ba đó cảm xin rất hảo. Cơ sư, nhưng mà, nì chiêu tăng sư chú Âu Châu tu tu già mà. Chỉ cứ xem như là đi châu Âu nghỉ mát đi. Tăng sư xem như là tu gia nghỉ mát. Nì kinh nì ba thật cảnh chỉnh trên hảo. Tình cảm của em với ba thật tốt. Xiang yi wei ming shi duo nian le, neng bu hao ma? Qi shi wo bu zhao ji gen Jun Xian jie hun, jiu shi pa mei ren zhao gu ta. Qi shi ni hai hen nian xing, mei bi yao zhe me jin jie hun de. Xiang yi wei ming shi duo nian le. Nẫng bố hào mà, nương tựa lẫn nhau hơn 10 năm rồi, không tốt được không? Xiang yi quỷ miệng, nương tựa lẫn nhau, dựa vào nhau mà sống. Chỉ sử, wo bu zhao ji gen Jun Xian jie hun. Thật ra, em không nôn nóng kết hôn với Tuấn Hiền. Jiu shi pa mei ren zhao gu ta, chính là sợ không ai chăm sóc ba. Chỉ sử, ni hai hen nian qing. Thật ra em còn rất trẻ. Mấy bi yao trơ mờ chỉ trở chế huynh tờ. Không cần kết hôn gấp gáp như vậy. Mấy bi yao không cần thiết. Nà nì rên vầy tố đà chế huynh hợp sư? Mấy cái rên chính khoảng bù thông bà. À, ô chỉ sư xế biên sâu sở nì bế đăng chân. Yào chân yu đào hợp sư đờ, giáo đẻ định xả lại, yên mấy sâm bù hào. Nà nì rên vầy tô ta chế huân hở sự. Vậy chị cho rằng bao nhiêu tuổi kết hôn là thích hợp? Tô ta bao nhiêu tuổi hở sự thích hợp? Mấy cơ rỉnh chỉnh khoan bu thủng bạ. Mỗi người có tình trạng khác nhau. Chỉnh khoan, tình huống, tình trạng. Wo chỉ sư sủy biên xua xua, nì bể tăng trinh. Chị chỉ là nói không có suy nghĩ kỹ, em đừng cho là thật. Sủy biên xua, nói đại, nói không có suy nghĩ. Tăng trinh cho là thật. Giao sư duy tao khở sư tờ, nếu gặp người thích hợp. Chảo tiền tiên xa lại về Mỹ sở mà bu hảo, sớm quyết định cũng không có gì là không tốt. Chí sư ôi mấy sáng đào trông khoai cho khở thai tiên xa lại là. Chỉ sư Jun Xian hồ yên lại đất phòng yêu đâu bù yi yang. Yào bù sư pa mấy rin trao gù ổ bà, wo xiang wo zào jiu shi yang thai thai là. Chí sư wo ye mấy sáng đào. Thật ra em cũng không nghĩ đến. Trơ mờ khoai chiêu hở tha tiên xa lại là quyết định kết hôn với anh ấy nhanh như vậy. Trừ sư chuyên xển hở quộ duyên lại tập hẳn nhậu. Chỉ là Tuấn Hiền và người bạn trước đây của em. Duyên lại tập hẳn nhậu, người bạn trước đây, người bạn trước kia, người bạn ban đầu. Tô bù ý dặn, đều không giống nhau. Yào bù sư pa mấy rỉnh trao cu của ba. Nếu như không phải sợ không có người chăm sóc ba em. Của xiàng, của chào chiêu sư giảng thai thai là. Em nghĩ em đã là bà Dương từ lâu rồi. À, đúng rồi Nancy. Nhi đề xiang sửa hẳn hảo vấn, tôi hẳn xỉ hoàn, tôi cũng xỉ sử. Nên bên ngay có, tôi đi khăn khăn. Ê, nhi hẳn mấy cao sư, đào đi nâng nâng phải đầy đi chú Âu Châu nà. Tuy là Nancy, nì tờ xiang sủy hẳn hào quẩn. À, phải rồi Nancy, nước hoa của chị rất thơm. Hào quẩn, dễ ngửi, thơm. Wo hẳn xì hoan, wo dễ xiang sư sử. Em rất thích, em cũng muốn thử xem. Nam biên yên ca dỗ, wo mình chui khan khan. Bên đó chắc có, mình qua đó xem sao. Nì hải mấy cao su wo,
chị chưa nói cho em biết. Tao thì nâng bố nâng phải tê tì chứ Âu Châu nè. Rốt cuộc có thể đi châu Âu cùng ba em không? Tao thì nâng bố nâng rốt cuộc có thể không? Rao sẽ khảo lý khảo lý xin mà. Xin, bố cô béo khảo lý thay chỗ. Phổ giờ, đừng đê đi sang là phê chí, nhỉ hãy sẽ khảo lý nâng dụng bạn. Dọa bác. Rang của trai khảo lưu xỉn mà. Để chị suy nghĩ lại, được không? Khảo lưu, suy nghĩ, xem xét, đắn đo. Xỉn, bố cô, bố giao khảo lưu thay chiều ô. Được, có điều đừng suy nghĩ lâu quá nha. Phù trở từng tê tí sang là phi chi. Nếu không, đợi ba lên máy bay rồi. Phù trở, nếu không. Nì hãy trai khảo lưu. Na, tầm mà bạn, chị vẫn đang suy nghĩ, làm sao bây giờ? Chào ba, đi thôi. Các bạn thân mến, video học tiếng Trung qua phim phần 35 đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào tạm biệt các bạn. Zaijian.